Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Bạn gái tôi là phù thủy. Và hiện tại bây giờ đó là tập 8 rồi nha anh em nha. Trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của Phong. Và bạn cũng đừng quên là hãy chia sẻ video này lên trên Facebook để cho có nhiều bạn vào xem hơn nữa nha. Các bạn nhớ chia sẻ nha. Nếu như các bạn chia sẻ nhiều á thì qua ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó, Phong sẽ có Bạn gái tôi là phù thủy tập 9 nha các bạn. Các bạn nhớ hãy chia sẻ nha, không chia sẻ là Phong buồn, Phong không đăng video đâu. Thôi đùa ấy, nhớ chia sẻ ủng hộ Phong nha các bạn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thôi. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Wow, trời ơi, con gà quay thơm quá mấy bạn ơi, mấy bạn coi nè. Ui trời ơi, nhìn cái miếng thịt gà nó ngon gì đâu luôn á trời. Mấy bạn có biết vậy mấy bạn, hôm nay á Sammy đã chỗ tài nấu ăn. Sam đã nấu cho mình nguyên một con gà quay thơm ngon bổ dưỡng luôn bạn ơi. Trời trời, nhìn thôi thấy hấp dẫn rồi. Hay à, thơm muốn chết luôn trời ơi. Ê, cứ tưởng là hôm nay phải ăn mì gói, ai dè đâu may mắn quá Sammy nấu đồ ăn cho mình mấy bạn ơi. Ok thôi giờ mình phải ăn thôi. Ủa thơm quá chịu không nổi à, chuẩn bị ăn thôi. Ủa ai ạ? Ủa ai vậy? Ông ơi, có ai nhà không? Ủa ai vậy, ai vậy? Ủa ai ngoài đó ta? Cái gì vậy? Ủa cây cây Ron, bạn tới đây làm gì vậy? Chào Phong, ngày hôm nay tôi tới đây là muốn có chuyện muốn nói với ông. Bình tĩnh. Ôi trời. Tôi hôm nay tôi đâu có kiếm chuyện gì với ông đâu, ông tính quýnh tôi nữa hay gì vậy? Không phải chuyện đó, thật ra tôi đang cảm giác buồn quá, tôi đau lòng quá Phong ơi. Ê ông đang cần một bờ vai ở bên cạnh. À, bình tĩnh bạn ơi, bạn có cần phải vừa nói vừa tiến lại gần mình như vậy không vậy? Tính ra là bạn cần một bờ vai thì bạn kiếm ai đi, sao bạn kiếm mình? Bạn tính chơi BD hay gì vậy? Hiểu lầm rồi ba. Ngày hôm nay mình tới đây là có chuyện muốn tâm sự mà. Ủa, tâm sự hả? Trời ơi, làm hết hồn rồi cái ông này. Thôi ngồi đi, bây giờ bọn mình nói chuyện nhau. Rồi, bây giờ là ông có chuyện gì thì ông nói đi, tôi sẵn sàng nghe nè. Nhưng mà trước khi kể cái câu chuyện này á thì ông có gì ăn không? Tới bụng quá à. Nhà tôi hả? Nhà tôi không có gì ăn ngoài con gà quay này hết. À mà con gà quay này cay là hồi sáng này Sammy mới đâu. Con gà này hả? Nhầm. Trời, ngon dữ vậy. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Trời ơi, cái gì vậy cay? Trời ơi trời, tính ra là con gà quay này là của Sammy nấu cho tôi luôn á. Tự nhiên tôi chưa ăn miếng nào mà ông căng hết luôn vậy. Của Sammy hả? Nhưng mà thôi để chừng nào khác tôi mua 10 con cho ông đi. Nhưng mà nói chung ngày hôm nay tôi có chuyện quan trọng lắm nè. Trời ơi, con gà tôi là quan trọng nhất coi, thì ông ăn của tôi rồi ok, nói đi chuyện gì. Gà là tôi qua đây á, một phần là cũng có chuyện, nhưng mà một phần nữa là tôi cũng muốn xin lỗi ông á. Ủa, tính ra là ông có làm lỗi với tôi đâu mà xin lỗi tôi. Tại vì là mấy ngày trước á, tôi cứ hay bắt nạt ông nè, rồi sau đó tôi cứ hay đánh ông nè. Cái sau đó tôi về nhà tôi suy nghĩ lại á, tôi cũng cảm giác hối hận lắm á. Nên là hôm nay tôi qua đây xin lỗi nè. Mình làm bạn được không? Ủa Kai ơi, tính ra là hôm nay ông ăn trúng cái gì rồi ông bị gì phải không Kai? Sao tự nhiên hôm nay ông lại đòi làm bạn với tôi? Nói chung là chuyện dài dòng lắm, nhưng mà bây giờ tôi cũng đã suy nghĩ lại rồi. Mình không thể nào mà làm giang hồ như vậy hoài được. Mình phải trở thành nghiêm túc, mình phải trở thành một người gọi là có ích cho xã hội, ông hiểu không?
À ok, nếu như bạn đã nói như vậy thì thật sự mình rất là vui cho bạn. Bạn phải là trở thành một con người tốt, hiểu không? Chứ không thể nào trở thành một con người xấu mãi như vậy được. Đó, như vậy là tốt, quá tốt luôn. Được rồi, vậy thì mình sẽ tha thứ lỗi cho bạn. Đó, và anh em chúng ta có thể làm bạn thân với nhau được mà, đúng không? Đúng rồi. Ok luôn, trời ơi trời, tưởng gì chứ làm bạn thì quá đơn giản. Wow, mấy bạn ơi, vậy là từ nay mình đã kiếm được thêm một người bạn mới đó rồi các bạn ơi. Đó chính là Chiron nha. Hey, mình cứ tưởng là bây giờ mình chỉ có mỗi mình Sam là bạn thôi, chứ bây giờ có thêm Chiron nữa rồi. Vui ghê luôn á trời. Tôi vẫn buồn. Hả, cái gì? Nhưng mà tôi vẫn buồn không à. Ủa sao buồn? Thì ông có nhớ không, cái hôm bữa đó lúc mà tôi đang định quýnh ông á, cái bà Simmy tới, tôi định tỏ tình bà Simmy luôn rồi, nhưng mà hôm đó bà Simmy bà từ chối á, không nhớ hả? Trời ơi là trời, ông này ông bị tào lao hả? Tôi nói ông nghe nè, khi mà ông tỏ tình con gái á thì ông phải tỏ tình lúc nào thật là lãng mạn, chứ bữa đó ông tính quýnh tôi, ông còn đòi tỏ tình người ta, ông lãng sạc vậy. Ừ ha, tính ra hôm đó mình lãng sạc thiệt á. Ê, chứ bà buồn quá đi. Thôi được rồi, bình tĩnh. Ủa, rồi rốt cuộc kìa, ông đến đây kiếm tôi chỉ là để làm bạn tôi thôi hả? Còn chuyện gì đó không? Thật ra là tôi đang muốn nhờ ông á, là giúp tôi á. Ủa, giúp chuyện gì? Thì ngày hôm nay tôi tới đây để nhờ ông giúp tôi tỏ tình bà Simmy đó. Trời ơi, cái gì mà giúp ông tỏ tình bà Simmy? Tính ra nha, là ông muốn tỏ tình á thì ông tự đi tỏ tình đi, tiện nhờ tôi giúp. Mà với lại chẳng lẽ là ông tính ra là ông tính trở thành người tốt là bởi vì là ông tính tỏ tình Sim hả? Tính ra ông bị gái hả? Ê trời, ê, tính ra thì cái đó cũng chỉ là một phần thôi nha bạn. Còn ngoài ra thì tôi muốn trở thành người tốt nghe chưa, chứ không phải là vì Simmy không đâu. À ok ok, nếu như ông nói vậy thì ok luôn. Tôi chính là quân sư tình yêu. Tôi một bụng đây nè, trời ơi, cái gì chứ cua gái là một bụng luôn à. Tôi sẽ giúp ông cua Simmy. Wow, ui, thiệt không vậy? Thiệt. Ê, khoan. Hả? Nếu mà ông đầy đặn kinh nghiệm vậy sao ông không tỏ tình bà Simmy đi? Thật ra là tôi chẳng qua là tại vì tôi chưa muốn tỏ tình thôi. Chứ nếu như mà tôi tỏ tình ha là lúc nào mà chẳng được, hiểu không? Chẳng qua là chưa đến lúc, hiểu không? Nhưng mà không sao, nếu như mà Kai nói vậy tôi sẽ giúp cho Kai tỏ tình Simmy. Ui, thiệt không vậy? Thiệt, đơn giản, đối tôi đơn giản lắm. Thôi bây giờ. Ôi, một mình vô đây. Nhớ giúp tôi nha. Ừ, vô đây bàn kế hoạch. Nè, tôi okay, sẽ okay, gọi okay, là okay, cho okay. Ông một số những gọi là ý tưởng rất là hay luôn. Vô đây đây, bàn kế hoạch. Vô đây. Ok. One eternity later. Đó, tôi đã bàn trong hết kế hoạch của tôi đó, ông thấy hay không? Thì ra là Phong Cận có những cái kế hoạch hay như vậy luôn á hả? Trời ơi trời, cái gì chứ cua gái thì tôi một bụng. Thôi rồi, bây giờ tôi với ông cùng nhau đến chỗ của Sim đi. À mà ông biết Sim này ở đâu không? Sim hả? Ê, bây giờ tôi nghĩ là Sim đang ở trường học á. Mình đi thôi. Ok, vậy đi. Trời gì, cái gì đi, chứ đây. Cái gì chứ gọi là cua gái thì cứ yên tâm để tôi. Ủa trời, ông mới mua xe mới hả Kai? Trời, mới tậu, tôi mới độ xe á, ghê trời không? Trời ơi, cái xe nhìn đẹp dữ vậy, màu đỏ luôn. Trời ơi, xịn dữ ta. Ok. Này, đi thôi. Chậm thôi nha Kai. Đi tới trường thôi. Ôi, Kai ơi, chậm thôi Kai ơi. Ôi, chậm gì mà lạng dữ Kai ơi. Kai ơi, chậm thôi Kai ơi. La 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 la, la 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 la, tuổi hoa thôi nè. Trời ơi, hôm nay trời đúng đẹp luôn á. Tụi mày nhớ lớn nhanh nha. Nè, nước nè. Ok Phong ơi, bây giờ mình phải làm gì đầu tiên đây? Ông cứ yên tâm, cứ để tôi. Ai, vậy là chúng ta đã phát hiện ra mục tiêu là mèo Simmy rồi. Ông đã sẵn sàng chưa Chiron? Sẵn sàng rồi, nhưng mà kế hoạch là gì? Yên tâm, để tôi. Nếu ông đã sẵn sàng rồi thì để tôi. Cái gì ta? Cương đây cái là gì vậy? Ủa, gì vậy? Mình đi cô gái mà tự nhiên ông làm cầm kiếm như kiểu làm gì vậy? À quên, trời ơi tôi quên. Không phải cầm kiếm, nhầm, cầm hoa. Từ đây có một bông hoa nè. Ê, tôi hái bông hoa nè. Đây, không phải là cầm kiếm, tôi lấy nhầm cái kiếm này nè, cầm đi. Đó, tặng cho Simmy bấm hoa này, hiểu không? Với lại tôi nói ông nghe nè, con gái á thường sẽ rất là thích những người đàn ông biết ca hát, biết nhảy đồ cái kiểu đó. Bạn thấy mấy đứa con gái thường hay kiểu như là thấy mấy các bạn nam mà gọi là cầm đánh đàn á, đánh đàn ngồi hát á, mấy bạn nữ rất là thích luôn, hiểu không? Ờ đúng rồi đó, lãng tử đúng rồi. Bây giờ bạn có biết hát hay biết nhảy không? Tính ra là tôi biết cả hai luôn á bạn ơi. Biết cả hai luôn, trời ơi, vừa biết hát mà vừa biết nhảy luôn, quá đỉnh. Vậy thì ok, bây giờ nha, bạn sẽ chạy bên chỗ đó, xong bạn kêu vậy nè: Sim ơi, tôi muốn hát cho bà nghe một bài hát. Xong bạn đứng bạn hát bài đó vô, tình cảm vô, hiểu không? Sau đó Sim sẽ động lòng liền. Được. Okay. Kế hoạch là vậy nha. Ok, kế hoạch là vậy. Lại đi, để tôi đứng đây. Tôi đứng đây, tôi kiểm tra. 1, 2, 3. Cố lên Kai, cố lên. Simmy. Ủa Kai hả? Chào bà. Ngày hôm nay tôi tới đây
để hát cho bà nghe một bản tình ca. Hả? Cái gì vậy? Ok, ông hát thử đi. Để tôi hát tặng bà nghe nha. Chết cha, bây giờ mình hát bài gì giờ ta? Giờ đi đây luôn quá. À, nghỉ rồi. Một con vịt sẽ hai cái cánh nó kia cái gặp hồ nước nó đi lại á. Tôi nói nè, hôm nay trời nắng, đầu ông có việc gì không vậy hả? Ủa tôi hát cho bà nghe, bà không thấy hay hả? Cũng hay. Trời ơi, ông Cairo động hát cái gì vậy trời? Mấy bạn ơi, đi cua gái mà hát một con vịt, chết tôi rồi. Trời Cai ơi, Cai à, qua đây. Bà đợi tôi tới nha, Ủa, trời ơi, thôi? Ông bị cái gì vậy trời? Nghĩ sao đi cua gái mà hát bài một con vịt ba? Trời, bị gì vậy? Ủa tôi làm vậy không đúng hả? Không đúng, trời ơi, tính ra là ông phải hát mấy bài gì đó tình cảm lên. Thôi chết rồi, bây giờ mất điểm rồi, thấy chưa? Thôi trời, tự nhiên không hát bài một con vịt. Hey, để xem coi. À đúng rồi, ông biết nhảy đúng không? Ôi, cái này là chuyên môn của tôi, ông yên tâm. Cái này được á. Ok, bây giờ tôi chỉ nè. Ông chạy qua đó, ông đứng trước Sim, ông kêu Sim ơi, hãy xem tôi nhảy đây. Xong bắt đầu ông đứng, ông nhảy tưng nhảy cái điệu nhảy nó ngầu vô, hiểu không? Ồ, được, tôi hay coi K-pop lắm á, để tôi nhảy kiểu Hàn Quốc cho bà coi nha. Đúng rồi, nhảy giống như mấy anh BTS á, nhảy đẹp vô. Rồi, ok. Nhảy nha. Kế hoạch là vậy. Ok. Cố lên, Cai, cố lên. Sim. Tôi nè. Hả? Bây giờ Cai sẽ nhảy cho Sim nghe. Và sau đó sẽ nhảy cho Sim coi và hát cho Sim nghe. 1, 2, 3. Vô. Một con vịt sẽ có hai cái cánh, nó kêu bà ba 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 ba, gặp hồ nước đó bị bà bị ba. La 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 la. Cai, hôm nay ông có bị khùng không vậy? Ông đáng sợ quá. Tôi đi đây. Đi bay. Sợ quá. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi, tôi không ngờ Cairon có thể làm được chuyện này luôn. Trời ơi là trời. Ủa ông ơi, tôi làm gì sai vậy? Ây, ông còn hỏi tôi nữa hả? Trời ơi, tôi nói thiệt luôn á. Ông nói lên với tôi là ông biết nhảy, ông biết hát, mà sao ông vừa nhảy xấu mà ông hát cũng dở vậy Cai? Hả? Thì tôi nói tôi biết nhảy với tôi đâu có nói tôi nhảy đẹp đâu. Trời ơi là trời, như vậy là chết rồi. Như vậy là mất điểm rồi Cai, hiểu không? Ông làm như vậy là Simi sợ ông luôn rồi đó. Ây, bây giờ sao đây ta? Mất điểm, mất tiêu rồi. Thôi, bây giờ tôi còn cách thứ hai. Nói chung là tôi có rất nhiều cách luôn. Chúng ta còn một cách thứ hai nữa. Ông đi theo tôi, nhanh lên. Ok. Nhanh lên. Chịu ông luôn á trời. À, mèo Simi đang mua bánh mấy bạn ơi. Ok. Đã tìm ra được đối tượng rồi. Ê Cai, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ tôi còn một cách này nữa. Cách này là cách thứ hai. Rất là hay luôn. Với cái cách này ha, thì Simi sẽ đồng ý làm bạn gái của ông trong vòng một nốt nhạc. Ghê không? Này, cách gì vậy? Hay lắm này, tôi nói ông nghe nè. Ông sợ nhất là con gì? Sợ nhất là con gì hả? Đúng rồi. Thì tôi sợ sư tử, sợ rắn, sợ khủng long, sợ tàu. Trời ơi, ở đây làm gì có mấy con đó. Ông thử nghĩ coi, ông sợ cái con gì mà kiểu nó bình thường tí đi. Trời ơi, nói chung là tôi sợ con chó đi. Ủa, sao ông lại sợ con chó? Tại vì á là hồi xưa hồi nhỏ á, tôi hay đi đua xe á, mà tôi cứ bị tụi nó dí cắn quá trời luôn, cho nên là Ok, tôi hiểu rồi. Thôi được rồi, bây giờ tôi nói ông nghe. Bây giờ nè, tôi mới vừa học được một cái phép thuật của Sammy mới vừa dạy tôi. Cái phép thuật này á là tôi có thể hóa thân biến thành bất cứ con gì ở trên đời này. Đó, bây giờ nha, tôi sẽ tự hóa thân tôi biến thành một con cún. Chứ đừng nói là con chó, nghe nặng lời lắm. Đó, trời ơi, tôi sẽ tự biến tôi thành con cún. Sau đó, tôi sẽ chạy vô, tôi hù Simi. Đó, tôi sủa không. Tôi hù Simi, bảo đảm với ông luôn, Simi sẽ rất là sợ. Đó, lúc đó thì ông hãy cầm cái kiếm kim cương này. Ông chạy vô, ông giải cứu Simi, bảo đảm Simi sẽ cảm động và đồng ý làm bạn gái của ông liền. Cách này hay rồi nha. Đúng rồi, tôi mà. Quá đơn giản. Ok, được rồi, hãy để tôi biến hình đã. Ok, bây giờ các bạn hãy coi mình biến hình con cún nha bạn. Đừng nói con chó, nghe nặng nề lắm. Ok. Úm ba la. Bùm chiu. Ok, mình đã biến thành con cún. Ủa khoan tự, hình như có gì hơi sai bạn ơi. Ông làm gì vậy? Ủa sao biến thành con gà rồi? Ủa tôi còn không biết nữa mà. Ủa sao tự nhiên mình biến thành con gà bạn? Trời ơi, nhầm, chắc là nhầm phép vậy bạn ơi. Trời là trời, không được rồi. Ok, để mình biến lại bạn ơi. Nhầm. Ok, okay, để mình biến lại nè. Ôi, úm ba la xì bùa. Bùm chiu.
rồi, ok. Biến thành con chó rồi nè. Nhầm con cún. Đó, cay cay cay. Bạn thấy mình biến thành con cún chưa? Ôi trời, công nhận là phép thuật của Sammy đỉnh thiệt luôn á. Đúng rồi, tôi biết hình con cuốn đây nè. Nhìn thấy sợ không? Nhìn thấy tôi đáng sợ không? Ôi, nhìn con này cũng thấy đáng sợ nha. Ê, tôi mà đua xe tôi gặp con này là tôi chạy luôn á. Tất nhiên rồi, trời ơi, nhìn đáng sợ. Tôi nhìn bản thân tôi còn thấy sợ nè. Ồ, mày thấy không? Thấy con chó vô cùng đáng sợ luôn các bạn ơi. Trời ơi trời. Ok, bây giờ nha, ông nhớ nè, cay. Tôi sẽ chạy vô, tôi hù Simmy hiểu không? Sống đầu khi nào mà ông nghe Simmy la lên cứu tôi với hay là Simmy khóc thì ông chạy vô ông cứu Simmy hiểu không? Ê, ok, tôi hiểu rồi nha. Rồi ok, nhớ á. Ok, coi tôi nè, tôi làm đáng sợ lắm á. Okay, okay. Ông đừng có sợ nha, tôi đáng sợ lắm á. Chết Sim với tôi rồi. Nhìn ta có đáng sợ chưa hả con bé kia? Nhìn ta có đáng sợ không hả? Con chó này. Ôi, Simmy đang sắp sợ hãi rồi. Thời cơ tới rồi. Mình phải tới đó bảo vệ Simmy thôi. Dừng lại. Nhìn ta đáng sợ chưa? Nó dễ thương quá vậy. Dễ thương quá à. Ủa mấy bạn ơi, hình như có gì đó hơi sai bạn ơi. Đáng lẽ là Simmy phải sợ chứ ta. Ủa ê Kai ơi, hình như có gì đó sai Kai ơi. Hình như sai thiệt các bạn ơi. Thôi quay đầu thôi. Ok, bạn quay lại đi. Con bé kia. Bộ nhìn ta không đáng sợ hả? Trời trời chết bạn ơi. Tính ra Simmy không sợ chó hay gì vậy? Sao tự nhiên Simmy khen dễ thương. Vậy là coi như là toàn kế hoạch rồi. Ngươi không thấy ta sợ hả? Ngươi không thấy ta đáng sợ hả? Nhìn bạn dễ thương quá. Bạn như bé mơ của tớ vậy á. Cứ chi cậu vừa ăn xương ha. Để ăn xương cho cậu ăn nhá. Không có ăn xương vậy á. Hôm nay ta sẽ ăn thịt ngươi chứ ăn xương có gì. Ngươi không sợ ta sao? Trời ơi, muốn ăn thịt mình luôn kìa, dễ thương vậy. Ủa trời ơi bạn ơi. Simmy bị gì vậy ta? Hình như có gì đó hơi sai các bạn ạ. Cái gì kỳ vậy? Hả? Ủa, bộ bạn không sợ tôi hả? Thôi, tôi không ăn. Tôi đâu phải là chó đâu bạn xương. Thôi, tạm biệt. Không hẹn ngày gặp lại được. Đi cậy ơi, đi. Trời ơi trời, chết tôi rồi, kiểu này là toan rồi. Trời ơi trời, kế hoạch này coi như là toan rồi bạn ơi, không thành công rồi. Bực ghê á trời. Ôi, trời sao đây ta? Ôi, trời ơi, bực ghê luôn á trời. Bây giờ làm cách nào để thể giúp cho Kairon tỏ tình được Simmy đây? Trời ơi trời. Ôi, có nên tỏ tình tiếp hay không đây? Chắc tôi nghĩ kèo này chắc không thành công rồi Kai ơi. Cái gì mà không thành công? Ông đã hứa với tôi rồi á là phải giúp tới cùng không, hiểu không? Ôi, thôi được rồi, để tôi là quân sư tình yêu. Tôi không bao giờ mà có thể gọi là chấp nhận gọi là đơn giản vậy được. Tôi nhất định phải giúp cho Kai gọi là cua được Simmy. Hey, để tôi suy nghĩ cách nào đây ta, tôi nhớ rồi, tôi có một cái cách này nó còn ghê hơn cái cách thứ hai nữa. Ghê vậy, cách gì đúng rồi? Cái cách này rất là đơn giản thôi. Đây, tôi nói cho ông biết nè, trên đời nè ai mà không sợ ăn cướp đúng không? Ăn cướp? Đúng vậy, ăn cướp. Đúng vậy, bây giờ nha, tôi nói ông nghe nè. Ông có bao giờ nghe đến câu anh hùng cứu mỹ nhân chưa? Anh hùng cứu mỹ nhân, tôi hiểu ý ông rồi. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Tôi sẽ hóa trang thành một thằng ăn cướp. Sau đầu tôi sẽ chạy đến chỗ của Simmy, tôi cướp tiền của Simmy. Và ông, nhiệm vụ của ông là gì? Ông hãy chạy đến và ông đánh tôi hiểu không? Nhưng mà đánh giả nha ba, đừng đánh thiệt nha. Ông đánh tôi đó, ông đuổi tôi đi. Lúc đó Simmy sẽ thấy được sự dũng cảm của ông và Simmy sẽ yêu ông liền luôn. Trời ơi Phong ơi, tại sao trên đời này lại sinh ra một cái người gọi là thêm thông minh đẹp trai như Phong vậy trời? Trời ơi trời, tôi đã thông minh lại còn đẹp trai. Trời ơi trời. Ây, ok bạn ơi, vậy là bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch số 3 nha các bạn nha. Ok, bây giờ ông coi tôi hóa trang thành thằng ăn cướp nè. Úm ba là xì bùa bùm chiêu đó. Nhìn tôi đáng sợ chưa Kairon? Ủa, tính ra cái này là hacker mà Phong. Nhưng mà tôi thấy nhìn nó cũng đáng sợ cho nên. Ủa, cái này là hacker hả? Cái này là biểu tượng của hacker đó ba. Trời, chết, tôi nhầm. Ủa, nhưng mà thôi không sao, nhìn nó cũng đáng sợ mà. Nhìn đeo mặt nạ nè, đâu có ai nhận ra tôi đâu. Vậy thôi, tôi ăn cướp cũng được mà, có sao đâu, yên tâm. Ok, vậy mình thực hiện kế hoạch đi ha, let's go. Ok, trời, tính ra cái này là skin của gọi là hacker. Mình tưởng nhầm là ăn cướp bạn ơi, trời ơi, tào lao thiệt chứ. Ok, thôi không sao, nói chung nhìn nó đáng sợ được rồi. Ok, bây giờ đứng đây đợi Simmy ra rồi, bây giờ tôi nhạo tôi cướp, hiểu không? Ok, để đi. Simmy kìa các bạn ơi. Ơi Kai ơi. Ủa ông Kairon đâu vậy? Kai ơi. Đấy, tôi đang đứng ở sau lưng ông nè. Trời, giờ này còn đi toilet nữa ba, quay lại chuẩn bị tôi nhạo tôi cướp nè. Rồi, ok. Ê, bà tới kìa.
Ok, để tôi ông đứng đây nha. Con bé kia nhìn ta có đáng sợ không? Ủa, bạn là ai vậy? What? Hả? Ủa, bạn cái gì mà bạn? Ta không phải là bạn của ngươi. Ta chính là ăn cướp. Có thấy gì trên tay của ta không? Cây sẻn đó, ta là ăn cướp đó, sợ đã chưa? Đem tiền ra. Ăn cướp gì? Ủa sao ăn cướp gì nhìn lạ vậy? Tại sao ăn cướp là người ta phải cầm dao, cầm súng? Sao bạn cầm cái muỗng hay cái sẻn vậy? Gì kỳ vậy? Tào lao. Cái này mà là cái muỗng gì? Cái này là cái sẻn. Ta lấy ta đập vô đầu ngươi á. Ta nói ngươi biết nha. Bây giờ có bao nhiêu tiền lấy ra hết. Không thôi là ta quýnh ngươi á. Ủa? Tức là bạn đang cướp thiệt hả? Nhìn mặt ta đáng sợ như vậy mà còn không nhận ra ta là ăn cướp sao? Bây giờ nè, ta là ăn cướp vậy thôi chứ không cần ăn cướp gì nhiều đâu. Ta chỉ cần ngươi la lên cho ta ba chữ cứu tôi với là được thôi, không cần ăn cướp vậy đó. Ôi, xin mày khóc rồi. Chuẩn bị hay thôi. Sợ quá. Ôi, cái sắp thành công rồi. Chuẩn bị ra nghe chưa? Ok. Dừng lại. Ủa, thằng nào đó? Thằng nào láo vậy? Ủa? Ngươi là ai mà dám đến đây bắt nạt học sinh trong trường của ta? Hả? Ôi, chết rồi bạn ơi, xong rồi, gặp thứ dữ rồi bạn ơi. Trời ơi, nếu như bạn nào không biết nha, thì đây là Mr. Dịch chùm trường của mình luôn á trời. Kiểu này thế nào mình cũng bị ăn đòn cho mà coi. Sợ quá, không được. Chùm trường hả? Biết ta là chùm trường rồi. Nếu như ngươi là một thằng ở trường khác tới, ta có thể bỏ qua. Nhưng biết ta là chùm trường, có dám cả gan tới đây bắt nạt học sinh, lại còn là học sinh nữ trong trường của ta nữa chứ. Ha! Thật là coi ta không là gì mà. Hãy xem đi. Ê, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh, từ, đợi xíu. Ôi, bây giờ sao các bạn? Mấy bạn nghĩ là mình có nên đánh nhau với tên Dịch nữa không bạn? Chết tôi rồi, giờ sao ta? Nếu mà giờ mình không đánh nhau á, thì sẽ bị lộ chuyện là mình cãi chen. Chết rồi, giờ sao? Thôi, quýnh luôn, giờ lỡ rồi chứ sao? Ta sợ người quá, có giỏi thì nhào vô. Trời, anh ơi, tha em. Trời, đau quá, anh ơi, đừng. Trời ơi, đau quá. Yếu mà còn đòi ra gió hả? Lần sau á, né cái mặt tao nghe chưa? Và đừng bao giờ bé mảng đến cái trường này, nghe chưa? Em xin lỗi anh. Bạn thân. Nè, cái thằng Mr. Dịch kia. Sao mày dám đụng tới bạn thân của tao hả? Mày có tin là tao quýnh mày không? Hóa ra mày là đồng bọn của thằng này hả? Có ngon, nhào vô đây nè. Trời ơi, đau quá. Cai ơi, có sao không Cai? Bị đánh là tất nhiên phải đau rồi chứ có sao hả? Hai thằng này yếu mà còn bị đặt ra gió hả? Còn lâu mới đánh được ta nha. bạn gì đó ơi? Bạn có phải là Mr. Vật không? Đúng rồi. hồi nãy bạn ngầu quá à. Không có gì cả. Đấy chỉ là cái chuyện mà tôi lên làm thôi. Thế bạn cho mình làm quen bạn được không? Làm quen hả? Bây giờ thì tôi đang có việc cần phải đi mất rồi. Để lúc khác đi. Nè, đợi mình với. Nè. Ây à, trời, đánh gì mà mạnh tay vậy, đâu muốn chết luôn à. Ây, ủa mà đi đâu mất tiêu rồi ta? Ê Kai ơi, nãy giờ bạn có nghe gì không vậy? Hả? Tôi có phải bị điếc đâu mà không nghe hả? Thì nói chung là không sao đâu trời. Simmy chỉ đuổi theo bạn đó gọi là hỏi làm quen thôi chứ chưa là người yêu hay gì hết mà. Bạn vẫn còn cơ hội, yên tâm. Quen? Hỏi làm quen là hỏi thế nào? Bà ông nhìn mặt của Simmy đi. Mặt của Simmy á đang kiểu như là thích ông Mr. Dịch quá trời luôn á. Rồi bao nhiêu cái kế hoạch của ông nữa. Ông chả làm được cái thích sự gì hết á. Tôi không cần nữa. Ê Kai. Kai ơi, Kai. Tính ra là tôi đâu có lỗi gì đâu Kai, tiện giận tôi. Kai ơi. Trời ơi bạn ơi. Tính ra mới vừa được làm bạn thân với nhau xong cái giờ Kai giận mình luôn hả bạn? À khoan, từ để mình tháo skin này ra đã. Trời ơi trời, mệt ghê luôn á bạn ơi. Đúng thiệt là tỏ tình một người nào đó không dễ chút nào. Rõ ràng là mình nghĩ ra rất là nhiều cách hay để chỉ cho Kai, để Kai có thể tỏ tình Sim. Ai dè đâu, Simmy lại thích ông Mr. Dịch. Trời ơi trời, mà cũng đúng thôi. Cái ông đó ông ngầu muốn chết à. Ông nhào cho ông quýnh lần hai đứa luôn, nghĩ sao ông ngầu. Mà thường thì con gái thích mấy cái người mà ngầu ngầu lắm mấy bạn ơi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Tội nghiệp Kairon quá bạn ơi, Kairon buồn mất tiêu rồi. Thôi, mình phải đuổi theo Kai để an ủi Kai mới được. Trời ơi là trời. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải chạy theo Kai để an ủi Kai thôi bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Trời ơi, Kai ơi là Kai.
Thank you.